Đây, mình lược qua dây lọc thì thấy phần bã bị lẫn bám trên lưới rất ít luôn, gần như là nước cốt không thôi đó. Xem ra là cái bộ lọc của máy xay sinh tố này sử dụng hiệu quả đấy nha. Hi, chào mọi người. Một ly sinh tố thơm ngon không chỉ giúp cho chúng ta giải khát, đem lại các vitamin, khoáng chất mà còn có tác dụng làm đẹp nữa. Và tất nhiên, muốn có một ly sinh tố thơm ngon thì đầu tiên chúng ta cần phải có một chiếc máy xay sinh tố. Và ngày hôm nay, Quỳnh sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy xay sinh tố đa năng đến từ thương hiệu Ava. Và hãy cùng với Quỳnh trải nghiệm về chiếc máy xay này trong video hôm nay nhé! Máy xay sinh tố này được thiết kế đơn giản, hình trụ đứng nhỏ gọn. Thân máy được làm từ nhựa với hai tông màu đen bạc, không chỉ đảm bảo phần nhìn mà trông nó cũng cứng cáp. Quỳnh nhìn mà cứ nghĩ là máy xay mini đó mọi người, cầm lên nhẹ nhàng không nặng tí nào luôn. À, đứng gần máy xay thì thấy nó khá là bóng nên là khả năng khi dùng sẽ để lại dấu vân tay. Vì thế để máy luôn sạch sẽ các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Bên dưới thân máy còn có 4 chân đệm làm bằng cao su hít chống trượt, giúp máy khi hoạt động hạn chế rung lắc và êm ái hơn. Các bạn biết không, mình khá bất ngờ bởi vì đi kèm với máy này có tới 4 cối lặn và cả 4 cối này đều được làm bằng chất liệu nhựa kháng vỡ an toàn đó nha. Bao gồm là một cối lớn dùng xay sinh tố, hai cối xay khô và một cối để xay thịt. Cối bằng nhựa thì sẽ hạn chế vỡ nhưng kèm theo đó là nó sẽ rất dễ bị ám màu, ám mùi nên khi xay xong thì các bạn nhớ nên vệ sinh luôn, đừng có ngâm cối quá lâu nha. Nếu như với các máy xay sinh tố khác thì có những lúc chúng ta thèm muốn uống một ly cà chua, rau má hay là làm nước cốt dừa thì khi xay xong chúng ta phải thêm một công đoạn nữa, đó là lược bã qua rây lọc, thì với chiếc máy xay này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó. Đó chính là nhờ bộ lọc bã đi kèm với cối xay sinh tố này đây. Khi xay rau má, nước cốt dừa chẳng hạn thì phần bã sẽ được giữ lại bên trong bộ lọc để đảm bảo bã không bị lẫn vào nước cốt. Để xem thử bộ rây lọc này có hoạt động hiệu quả hay không thì chút nữa mình sẽ trải nghiệm xem sao nhé. Quay lại với cối xay sinh tố này là phần nắp đậy dễ tháo rời, tiện cho việc vệ sinh. Nắp đậy có miệng tiếp nguyên liệu rộng, thuận lợi cho các bạn bỏ thêm nguyên liệu trong quá trình xay. Để máy và cối được hoạt động thì tất nhiên không thể nào thiếu lưỡi dao rồi đúng không? Cả 4 cối này đều sử dụng lưỡi dao làm bằng inox không gỉ sắc bén. Với cối lớn sử dụng lưỡi dao 4 cánh, hai cối xay hạt sử dụng lưỡi dao 2 cánh và cối xay thịt sử dụng lưỡi dao hình chữ S. Đó là đặc điểm của 4 cối mà mình tìm hiểu được. Nhưng mà trong lúc sử dụng mà mình muốn thay đổi từ cối xay sinh tố sang cối xay hạt, xay thịt thì sao nhỉ? Thì như các bạn cũng thấy là chiếc máy xay này được thiết kế rất dễ tháo rời tùy theo nhu cầu sử dụng nên việc tháo lắp cũng rất đơn giản. Đây, để mình làm thử cho các bạn xem này. Bạn chỉ cần đặt sao cho các cạnh của cối vào khớp với các rãnh ở chỗ này trên thân máy, nhấn nhẹ và xoay theo chiều kim đồng hồ là cối đã được gắn cố định. Còn muốn tháo để thay đổi hoặc vệ sinh cối thì chỉ cần xoay theo chiều ngược lại là được. Đó mới chỉ là những gì về thiết kế của chiếc máy xay sinh tố Ava này thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi tiếp đến một phần rất quan trọng của máy này luôn. Đây, bộ điều khiển sử dụng bằng núm xoay, có hai tốc độ xoay và một chế độ nhồi. Những lúc mà bạn muốn xay sinh tố như rau má, dâu tây thì mình sẽ sử dụng tốc độ 1. Còn những lúc mà muốn xay hạt, gia vị hay là xay thịt thì bạn sẽ sử dụng cấp độ 2. Cuối cùng là những lúc mà chúng ta muốn nhồi thực phẩm trong khi xay hoặc vệ sinh máy thì chúng ta sẽ vặn núm xoay về biểu tượng chữ P và giữ trong vài giây là được. À, mà có một đặc điểm rất thu hút Quỳnh, đó là ở chỗ núm xoay này còn có đèn phát sáng màu xanh rất nổi bật, không chỉ có tác dụng trang trí mà còn báo hiệu là máy đã được cấp điện. Chà, thông tin về chiếc máy xay này cũng không còn gì để nói nữa, còn bây giờ thì giờ cơm sắp tới rồi. Thôi, nãy có đi chợ mua một ít thực phẩm thì bây giờ Quỳnh sẽ trải nghiệm thực tế chiếc máy xay này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ test thử cối xay thịt trước này. Nãy thì mình có mua một ít thịt heo này. Mình sẽ bỏ ít thịt vào cối, các bạn nhớ đừng bỏ quá đầy, chỉ cỡ 2/3 cối thôi, không thì xay không nhuyễn lắm đâu. Để xay thịt thì mình chuyển sang tốc độ 2 luôn. Mình thấy tốc độ xay nhanh này, thịt quay vòng vòng chóng mặt luôn. Nhưng mà mình thấy máy rung lắc hơi bị mạnh, mặc dù đã có chân đế cao su bám dính ở dưới rồi. Nên để máy cố định, bớt rung lắc thì bạn chịu khó đặt tay lên trên cối giữ chặt lại là được. Tính teng, thịt xay xong rồi nè. Giờ thì mình sẽ kiểm tra thử xem thịt có được xay nhuyễn không nha.
dùng đũa nhấn và tách nhẹ thì mình thấy thịt đã được xay nhuyễn, mềm mịn, không còn các thớ thịt nguyên lúc đầu. Xay thịt xong rồi, giờ thì mình sẽ xay thêm một ít gia vị để cho thịt của mình được thơm ngon và đậm đà hơn. Giống như các cối xay khác, mình sẽ đánh giá nhanh về cối xay khô bằng việc xay tiêu. Hai cối xay khô đều dùng như nhau, chỉ khác dung tích thôi, nên mình dùng cối dung tích nhỏ hơn để xay. Ây da, xong hết thực phẩm rồi nè. Nhưng mà bây giờ thì Quỳnh cũng cảm thấy khát nước quá. Mà lúc nãy có nói là Quỳnh sẽ test thử xem cái bộ lọc bã có hoạt động hiệu quả hay không. Thì bây giờ mình sẽ làm rau má đậu xanh để uống giải khát nha. Mình sẽ dùng cối xay sinh tố được gắn sẵn bộ lọc trước đó rồi. Cho ít rau má và ít nước. Mình sẽ dùng tốc độ 1 để xay. Muốn cho rau được đưa xuống lưỡi dao để xay hiệu quả, mình sử dụng thêm thanh đẩy để nhấn rau xuống nữa. Để được nguyên chất hơn thì mình sẽ bỏ thêm rau má và xay trong vòng 1 phút nữa nha. Rau má đã được xay xong rồi nè, Quỳnh khát nước nãy giờ luôn. Giờ thì mình phải thử để xem nó có bị lẫn nhiều bã hay không nhé. Đã khát lắm luôn. Theo như Quỳnh cảm nhận là bởi vì rau má được xay nhuyễn mà, nên là vẫn còn giữ được độ nguyên chất cao. Quỳnh nhận biết được là bởi vì độ nồng đặc trưng của rau, và đặc biệt là theo như Quỳnh cảm nhận là không có bị lẫn nhiều bã đâu. Xem ra sau này nếu như mà muốn uống rau má thì mình không cần phải tốn công đi ra ngoài tiệm để mua, mà lại còn lo sợ về chất lượng an toàn thực phẩm nữa rồi. Nhưng mà nói gì thì nói, để chứng thực cảm nhận của Quỳnh đúng thì ở trong cối còn một ít nước rau má này. Bây giờ mình sẽ lược qua dây lọc để xem là nước rau má có bị lẫn nhiều bã hay không nhé. Đây, mình lược qua dây lọc thì thấy phần bã bị lẫn bám trên lưới rất ít luôn, gần như là nước cốt không thôi đó. Xem ra là cái bộ lọc của máy xay sinh tố này sử dụng hiệu quả đấy nha. À, trong quá trình sử dụng mình cũng có đo thử độ ồn của máy, các bạn có thể tham khảo qua nhé. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, nước cũng đã uống, nhưng mà mọi thứ xem ra có vẻ bừa bộn quá nhỉ. Vậy thì mình phải đem đi vệ sinh thôi. Đối với phần thân máy thì mình chỉ cần rút nguồn ra rồi lau sạch là được. Còn đối với phần cối thì mình chỉ cần đem đi rửa sạch với nước là xong. Giờ thì các bạn đợi Quỳnh một chút xíu nhé. Quỳnh phải đem đúng này đi rửa rồi sẽ quay lại ngay. Hai, để các bạn đợi lâu rồi, Quỳnh đã quay trở lại với đống đồ đã được rửa sạch sẽ, nhìn như mới luôn. Như các bạn cũng đã thấy, đó là tất cả những gì về chiếc máy xay sinh tố Ava này. Sau khi trải nghiệm hết về sự đa di năng của em nó, thì Quỳnh thấy đây là một chiếc máy xay phù hợp với hầu hết các gia đình. Đối với những bạn sống độc thân một mình mà hay quan tâm tới sức khỏe, sắc đẹp thì cũng có thể cân nhắc, bởi vì chiếc máy xay này có thiết kế nhỏ gọn và đặc biệt là còn tính đa năng của em nó nữa. Giá của sản phẩm Quỳnh sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo. Còn các bạn nghĩ như thế nào về chiếc máy xay này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Và nếu như thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho Quỳnh một like và một subscribe. Bye bye!